Mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái món ăn, đó là cái món bánh gạo tteokbokki Hàn Quốc. Thì cái món bánh gạo tteokbokki Hàn Quốc này trông rất là đơn giản. Nó có sẵn trong cái gói mình mua ở siêu thị về, chỉ cần đem đi nấu thì cho ra một cái món tteokbokki Hàn Quốc trông rất là ngon. Rồi bây giờ mọi người hãy cùng mình để vào bếp làm ngay cái món bánh gạo tteokbokki này ăn nha mọi người. Hi, kênh vlog Minh Nắng. Xin chào mọi người. Hôm nay mọi người vào bếp cùng mình để làm một cái món ăn nhanh nha mọi người. Thì cái món ăn nhanh này mình mua những cái nguyên liệu từ siêu thị về chế biến ăn cực kỳ là ngon, đó là món bánh gạo. Thì cái món bánh gạo này mình có chuẩn bị những cái nguyên liệu để làm cho cái món bánh gạo này nha mọi người. Mình có chuẩn bị một cái gói tteokbokki. Tteokbokki này là cái món bánh gạo của Hàn Quốc này mọi người. Mình mua cái hiệu này về mình chế biến ăn nhanh gọn nha mọi người. Thì hôm nay mình làm cái món tteokbokki. Mình có sử dụng là một bịch tteokbokki bánh gạo Hàn Quốc và một bịch xúc xích. Thì mình sẽ đem chế biến cho ra một cái món bánh gạo tteokbokki xúc xích nha mọi người. Bây giờ mình có chuẩn bị cái thố, mình sẽ cắt cái gói tteokbokki ra. Và bên trong nó có những cái gói, trong thì nó có bánh gạo và một cái gói gia vị. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái bánh gạo này, mình cho vào cái thố. Cái gói này là để nó hút cái bảo quản đó mọi người. Nó bảo quản để cái gói bị không bị móc đó mọi người. Mình trước khi ăn thì mình lấy cái này ra mình bỏ nha. Đừng có tưởng là gói nêm mà bỏ vào là ăn chết đó mọi người. Rồi bây giờ mình đổ cái bánh gạo này vào. Thì một cái bọc bánh gạo này nó được khoảng bao nhiêu miếng này mọi người. Mình tưởng luôn là cái miếng nó to nhưng mà nó nhỏ, chắc sau khi mình nấu thì cái miếng này nó sẽ nở ra to mọi người à. Rồi bây giờ mình cho luôn cái gói nêm vào cái bánh gạo luôn nha mọi người. Mình lần đầu mua cái này về ăn thử để xem nó ngon thì bữa khác mình sẽ mua gói lớn hơn mình ăn. Còn hôm nay mình chỉ thử là mình mua cái gói nhỏ thôi mọi người. Rồi bây giờ mình cho nước vào cái thố nha mọi người. Trong đây là nó hướng dẫn này mọi người. 80 ml nước vào nha mọi người. Mình cho khoảng 80. Mình vậy đều. Và sau đó thì mình bắt lên lò, mình nấu để cho cái bánh gạo nó nở ra nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ cho cái xúc xích vào sau. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, mình bắt cái này lên lò. Mình cho cái thố lên lò, mình bấm lò nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người đợi cho cái nồi bánh gạo của mình sôi lên. Mình chuẩn bị cái đĩa, bây giờ mình lấy xúc xích, mình cắt cho ra đĩa. Một chút nữa thì cái nồi bánh gạo của mình sôi lên mềm thì mình cho xúc xích vào nha mọi người. Mình sử dụng hai cây xúc xích. Rồi bây giờ mình cắt cái đầu xúc xích ra. Mình sẽ lấy cái xúc xích này ra. Rồi thì xúc xích mình đã lấy ra rồi. Bây giờ mình dùng cái này để mình cắt tạo kiểu nha mọi người. Mình cắt xé xé như vậy nha. Rồi bây giờ mình cắt cho hết hai cây xúc xích này nha mọi người. Xúc xích thì mình đã cắt cho ra đĩa xong rồi. Một chút nữa cái nồi bánh gạo của mình sôi và mềm lên, mình sẽ cho cái xúc xích này vào sau nha mọi người. Thì cái nồi tteokbokki của mình đã sôi lên rồi. Bây giờ mình dỡ nắp ra xem thử cái tteokbokki của mình như thế nào nha mọi người. Cái này là tteokbokki mà mình đọc nhiều khi nó bị lộn á, nó không có trúng á, mọi người thông cảm nha. Bánh cũng chưa có mềm đâu mọi người. Bây giờ mình để cho cái bánh này nó mềm thêm nha mọi người. Chưa có mềm lắm đâu. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại để cho nó mềm nha mọi người. Mình cũng chưa có biết nấu như thế nào thì trong đó nó hướng dẫn mình đổ là 80 ml nước mà mình đổ trong rất là nhiều nên mình phải để cho cái nước đó nó rút lại thì nó mới keo lại như vậy nè mọi người. Nhưng mà mình nấu mình đổ nhiều quá nó hơi bị lâu mọi người à.
Nếu như mọi người có nấu thì mọi người đổ một ít nước thôi để cho cái bánh gạo của mình mềm ra là vừa nha mọi người. Mình đổ cho ít nước thôi, rồi sau đó thì bánh gạo của mình nó mềm ra, nó đặc như vậy là mới ngon nha mọi người. Mình không biết mình đổ nước nhiều quá nó lỏng, thì trong thời gian mình nấu cho nó kẹo lại thì nó mới được như vậy mọi người à. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái xúc xích, mình có một ít hành mình cho vào luôn nha. Đây này mọi người, mình nấu cái này là nó chỉ là sệt sệt như vậy ăn mới ngon mọi người à. Mình không biết mình đổ nước rất là nhiều, nhưng mà mình đợi cho cái nước đó nó rút lại rất là lâu. Mọi người nấu thì mọi người đổ ít nha. Rồi vậy là mình đã có một cái món tteokbokki. Thì mình thấy cái nước sốt nó hơi ít, mình thích ăn nhiều một chút thì mình cũng có thêm một cái bị nước sốt của Hàn Quốc luôn này mọi người. Ở cái món nước sốt này nó bán riêng, cũng là bánh gạo như mọi người, mình mua riêng. Mình cho thêm cái nước sốt này vào bánh gạo nha. Rồi bây giờ mình đảo đều. Rồi vậy là xong, mình đã cho ra một cái món tteokbokki, bánh gạo Hàn Quốc. Mình nấu như vậy ăn thì mới ngon, mình không biết mình nấu nước hơi nhiều. Rồi bây giờ mình tắt lò, mình nhắc xuống để mời mọi người cùng thưởng thức cái món này với mình nha. Mình chuẩn bị cái đĩa, bây giờ mình nhắc cái nồi bánh gạo của mình xuống cho mọi người nha. Thì sau khi mình đã tắt lò thì cái bánh của mình nó cũng đã nguội hơn một chút nên mình mới dùng bằng tay. Nhưng mà cái thố này thì mình nấu nó không có nóng mọi người ạ. Mình nhắc nó không có nóng lắm mọi người. Rồi cái bánh gạo của mình đã cho ra đĩa rồi, mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món bánh gạo. Cái món bánh gạo tteokbokki này với mình nha mọi người. Đây này mọi người, xúc xích và bánh gạo nhìn trông rất là ngon. Nhưng mà mình không biết, mình mua cái gói này rất là nhỏ và ít luôn mọi người. Mình cũng lần đầu tiên và làm cái món này cũng chưa có thành thạo nên mình cho nước rất là nhiều. Mọi người cho nước vừa phải để cho cái tteokbokki sau khi mình nấu nó như vậy là được nha mọi người. Như vậy nó mới ngon, nó sệt sệt như vậy mới ngon nha mọi người. Sau khi mình đã nhắc cái bánh gạo tteokbokki xuống bên dưới rồi, bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món này với mình nha. Đây này mọi người, bánh gạo trông rất là ngon. Mình ăn kèm với xúc xích. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình nha. Đây này mọi người, mình mời mọi người. Ngon lắm luôn mọi người. Lần đầu tiên mình ăn mình thấy ngon quá mọi người ơi. Ngon cực kỳ luôn. Mình bữa khác mình sẽ mua cái bịch lớn hơn, mình ăn cho nó đã mọi người à. Mình không biết mình mua cái bịch nhỏ này về mình làm thử, nhưng mà mình thấy ăn rất là ngon luôn mọi người. Mình mời mọi người nha. Mình mời mọi người. Ngon. Cái lần đầu tiên đó, mình đổ cái gói bánh gạo với cái gói nước sốt vào với nước đó. Mình đổ rất là nhiều luôn mọi người. Cuối cùng đó, mình nấu như vậy nó không có đúng mọi người. Nó rất là lạc và nó không có ngon. Nên mình phải để cho cái nước đó nó kẹo lại như vậy nè mọi người. Nó mất thời gian của mình. Nên mọi người chỉ cần đổ nước vừa phải. Nó dặn cho nó là 8ml nước. Nhưng mà mình không biết, mình tưởng là 80 là nhiều lắm, mình đổ rất là nhiều. Thì sau khi mình cũng cố gắng để cho nó kẹo lại thì nó ra được như vậy. Cái món bánh gạo tteokbokki trông rất là ngon mọi người ạ. Rồi bây giờ mình mời mọi người nha. Ngon. Mình thấy bánh gạo ăn với xúc xích như vậy là ngon rồi mọi người. Mình mời mọi người. Rất là ngon, ngon lắm luôn á. Thì cái nước sốt này nè, nó có bán cái gói riêng của mọi người. Mình mời mọi người. Ngon quá mọi người ơi.
mình niêu lại nó sợ nó đổ. Quá ngon luôn. Mình mời mọi người. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình mời mọi người cùng một miếng nữa. Mình mời mọi người. Rất là ngon. Mình thích ăn cái này lắm mọi người. Nhưng mà mình lúc trước mình có mua bánh gạo, nhưng mà mình về mình nấu theo cái kiểu khác, mình không có nấu theo cái kiểu này. Cái gói này thì nó có luôn cái gói gia vị ở trong, nên mình nấu kiểu này nó ngon hơn. Rồi mọi người ơi, thì cái món tteokbokki của mình tới đây thì cũng đã xong. Mình cũng mời mọi người cùng thưởng thức với mình rồi. Nếu như mọi người thấy cái món tteokbokki này ăn nhanh, ăn gọn, đơn giản nhưng mà ngon, thì mọi người ủng hộ cho cái video cho mình nha mọi người. Mọi người cho mình một nút like, share và subscribe, đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem nha mọi người. Mình luôn chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình xin tạm dừng cái video ở đây. Mình hẹn gặp lại mọi người một cái món ăn sau và một cái video khác. Mình chúc mọi người cùng mình ăn cái món tteokbokki ngon miệng nha mọi người. Mình mến chúc tất cả mọi người luôn luôn thành công và nhiều sức khỏe.